Đây các bác ơi, mua này phải mua lại với 115 triệu. Đây các bác nhìn nhá. Chuyển tiền thành công này. Xin chào tất cả các bác ở trên kênh YouTube cũng như là kênh Facebook. Ngày hôm nay thì em đang ở trên quê, đi sang chỗ nhà thằng bạn chơi. Nó lại bảo bán xe cho các bác ạ. Đấy, thì cách đây hơn một năm trước thì em có bán cho cậu ấy một chiếc xe. Và bây giờ thì hai vợ chồng lại quyết định mua một con xe mới nữa và bán lại cái xe này cho em. Đây em đi con Fadin kia các bác ạ. Thì em năm trước ấy là bán cho bạn ấy con này. Vẫn còn cái video hôm đi bấm biển các bác nhé, ở trên kênh. Thế nào, em bấm mát tay chưa? Làm con biển 96 này cho hắn mà bây giờ phát lộc quá, bây giờ là mua con xe mới. Hai vợ chồng rất là quyết đoán luôn, phát là phút mốt phát là chốt ngày mua xe mới. Đúng là nóc nhà nó quyết là nhanh các bác ạ. Nóc nhà mà nó chưa quyết thì đừng hòng. Đấy, thì con này nó là con Spark. Hôm em bán cho cậu ấy là đi được có cái xe này đi được có 7 vạn km các bác nhé. Đi 7 vạn km và keo chỉ các thứ rin đét luôn. Thì khi mà bán ấy, sau là em đã thay hết cho cái két nước này, két nước làm mát này và mọi thứ luôn, bảo dưỡng điều hòa và két nước làm mát. Thì bây giờ là ngon rồi. Về cậu ấy lắp thêm màn hình Android. Đây con màu xanh này. Tất cả ốc ác này, zin đét các bác nhé. Lắp thêm màn Android này. Rồi cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết. Con này là số sàn các bác nhé. Hiện tại không biết là chạy được bao vạn rồi đây. Để em mở lên này. Bây giờ chạy được 9 vạn 6. Đợt đấy là hơn 7 vạn. Thế bây giờ đi được khoảng 2 vạn km. Đó, 2 vạn km. Con này em nhớ không nhầm là sản xuất vào năm 2013 thì phải. Con này là mười mấy nhỉ bạn nhỉ? Quên mất rồi. Sản xuất năm 2013. À, sản xuất 2012, đăng ký 2013, đúng rồi. Thì xe 2012 các bác nhé. Đăng kiểm này, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Con này là ghế là được 5 chỗ ngồi nhé. 5 chỗ ngồi. Sơn si thì khá là đẹp nhưng mà về vẫn phải làm đẹp. Đây này. Đây này. Xước này. Xước này. Ngồi uống chén trà này bảo có mua xe không. Mua thì mua nhưng mà hỏi chốt hỏi vợ. Vợ. Bà. Cô vợ còn quyết đoán hơn. Đấy. Mua một, đặt một con Vios các bạn. Đặt một con Vios mới toanh. Bản E. Mới bây giờ là thấy cậu bảo cả ra giấy là rơi vào 545 triệu. Chưa đến 500 rưỡi. Ông bạn học. Ngày xưa thì học cấp 3 với nhau. Bây giờ là làm cán bộ. Cán bộ huyện luôn. Mà mình thì là người bán xe thôi các bác ạ. Gọi là buôn đồng nát. Nói như một số bác ở trên mạng ấy bảo là đồng nát. Đấy, chuyên bán về nhà máy gang thép. Ai giời. Con này thì keo chỉ mọi cái là rất là ok các bác nhé. Keo chỉ zin đét luôn. Cả cửa này. Đấy, các bác nhìn cái ốc cửa này. Cậu này thì cậu ấy đi làm loanh quanh. Lâu lâu thì xuống Thái Nguyên một lần. Chủ yếu là đi làm ở ngay cơ quan. Cơ quan thì cách đây khoảng tầm 1-2 km thôi. Đây, quả cà táp này. Cặp xếp có khác, nhìn đẹp quá. Cặp vẫn bỏ trong xe này. Đèn đóm. Đẹp, lốp còn được. Thế hồi tôi bán là hình như là chạy được hơn 7 vạn km nhỉ?
7 vạn 6 à hay là bao nhiêu nhỉ, quên. 6 vạn 9, 7 vạn. Thế bây giờ bạn cũng chạy được 2 vạn 6 rồi đấy. Bây giờ là 9 vạn 6 rồi. Cái xe này ấy, là toàn cán bộ đi từ đầu các bác nhé. Trước đây thì em mua là của một cái anh làm ở bên kiểu như là thi hành án hay cái gì, tóm lại là về bên cán bộ. Đấy, thì hồi đấy là đi được 6 vạn 9. Bây giờ thì chạy được 9 vạn 6. Wow, con số gọi là hay ho phết đấy. Sao có cái gì? Cái này là cái bao gì đây bạn ơi? Cái này là khỏi chuột hay là chuột nó tha vào nhỉ? Đấy. Có cái bao gì trong này? Chắc chuột nó tha vào. Hay là trẻ con đấy. Chuột. Ừ. Để vứt ra ngoài. Đấy, cả cứt chuột với cái đồ nó còn lôi vào đây này. Ồ, chuột nó vào rồi. Ừ. Đây ốc cabo này các bác này, ốc cabo là zin đét nhá. Đấy. Thế thì chạy được hơn 2 vạn km, 2 vạn 7 km, 2 vạn 6 km. Ốc cabo zin đét các bác nhá. Máy cũng thế, máy zin đét, máy thì đợt vừa rồi là nó bị ẩm dầu cái mặt gioăng giàn cò ấy, là đi làm lại cái gioăng giàn cò rồi. Mất 600-700 nghìn chít lại keo gioăng giàn cò. Đấy. Còn lại mọi thứ là ok, con này 4 máy nhá. 4 máy từ giàn đầu này, tất cả mọi cái này là zin đét luôn. Bốn kính đều zin. Kính thì sản xuất vào năm 2011. Nhìn cái màu này khá là đẹp các bác nhỉ. Màu này là gọi là màu nõn chuối. Đấy. Màu nõn chuối. Kính này. Kính này. Kính này. Đó. Đó, cứ rửa đi. Biển đẹp ghê. Biển mình chọn cho đúng ngày nó đâm ra là bấm ngon thế. Ừ. Quá chất luôn. Bác nào mà thích cái dòng xe nhỏ nhỏ này và giá rẻ hợp lý để đi làm hoặc là đưa đón con cái đi học thì các bác có thể liên hệ nhé. Điều hòa còn mát không? Điều hòa vẫn mát à? Ừ. Đấy. Các chỗ ngồi. Đấy, cặp sách các thứ đầy đủ. Dây dẫn vào ác quy. Dây dẫn vào ác quy á? À, dây dẫn vào cái... Bộ dây... Bộ dây. À. Gần 2 triệu. Ây da, sao dây gì mà nó lại thế nhỉ? Nó bị cắt à? Dây dẫn vào cái... dây dẫn gì mà không? Nó bị cắn à hay là nó bị mủn? À, lâu ngày. À, nó không tiếp xúc được ác quy nữa, cái dây gì ấy. À. Dây ác quy à, ác quy bên kia. Cái dây... Cao áp à? Ừ, dây cao áp. Gọi dây cao áp. À. Không hiểu nữa. Ừ. Bộ mới luôn. Ừ. Còn... Rồi. Bác nào mà kết thì có thể gọi điện cho em nhé. Mấy ngày hôm nay thì em có một chia sẻ với các bác ấy. Mấy ngày hôm nay thì có rất là nhiều comment cũng như là các cái ý kiến trái chiều. Đấy. Thì rất là tốt để mà kênh của em nó phát triển hơn. Thế nhưng mà có một số là em quay, tức là bác Cường quay nói về cái cách xem xe tai nạn đâm đụng hay không với cả xe gầm nước ấy. Thì cũng có một số anh em nào đấy gọi là gọi điện cũng như là nói chuyện rất là gay gắt các bác ạ. Mà em không biết như nào nhưng mà chia sẻ thôi. Vì là cái vấn đề nhức nhối ở trong cái vấn đề mua xe cũ này ấy, thì nó đã quá nhiều rồi. Nó đã quá nhiều rồi, rất là đau đầu. Và em chia sẻ lên đây ấy với mục đích, nhà bên cạnh đang làm ồn quá. Mục đích, mục tiêu là để cho
một số những người mà đi mua xe thì mình tự động trang bị cho mình một cái kiến thức kỹ để mua xe, đừng có mua phải xe đâm đụng, đừng có mua phải những cái xe gọi là ngập nước, lừa đảo này kia các bác ạ. Thì đấy, như các bác theo dõi cả trên Facebook ấy, thì có rất nhiều các cái tin nhắn gọi đe dọa này kia rất là nhiều. Thế nhưng mà bọn em gần như là không để ý đâu, không để tâm đâu. Ngày hôm nay thì em cũng lại có một cái chia sẻ thêm nữa đối với các bác, một số bác. Thì cái xe mà hôm vừa rồi em nhận được 2-3 cuộc điện thoại liền, bảo là em ạ, bây giờ anh thấy một cái xe mà người ta đăng trên mạng ấy, ví dụ như Kia K5 chẳng hạn có 300 thôi. Rồi là những cái xe nói tóm lại rất rẻ, với Cerato chẳng hạn có 250-300 thôi, Cerato đời 2020. Đấy, thì hỏi là xe này nguồn gốc ở đâu, thì xe nguồn gốc nhập khẩu, rồi là họ bảo là thế này thế kia, tức là cái anh gọi điện ấy, anh ấy bảo em như thế. Có thể vẫn bấm biển được, vẫn gì gì đấy, nói chung là tùm lum cả. Thì em cũng có khuyên rằng là không nên mua những cái xe đấy. Thứ nhất là có thể là xe cắm ngân hàng và trộm bán đi. Hai là những cái xe nhập lậu các bác ạ. Thì mình không được phép dùng những cái xe đấy. Cũng như là mình mua hoặc là các bác đặt cọc thì rất có thể là các bác sẽ mất tiền. Các bác sẽ mất tiền oan, có thể mất tiền cọc, hoặc là các bác mà cọc vào 10 triệu, 20 triệu thì còn đỡ. Chứ có nhiều bác mà chuyển luôn tiền mấy trăm triệu là dễ bị lừa các bác nhé. Chứ không phải như vậy đâu. Nếu mà xe mà có rẻ như thế thì em mình đã tự mua về rồi để bán cho các bác rồi. Đấy, ví dụ như xe cái xe Dato đời 2019-20 mà bây giờ mua có 200 với 250 thì em chả mua đúng không các bác? Nhưng mà không có cái, không có như thế đâu các bác nhé. Đấy, có rất nhiều trang mạng bây giờ ấy là nó ghi lên như thế thôi. Thì nhưng mà không phải như vậy đâu. Thì các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, thì cái vấn đề này em sẽ chia sẻ trong clip sau. Và hôm nay thì rất là vui là đi về quê sang chơi nhà anh bạn này một chút, ngồi nói chuyện với nhau thôi, hàn huyên tí. Thì cậu ấy là bảo là đang có ý tưởng mua cái xe mới, thì gọi điện cho vợ, vợ lại quyết cho bán cái xe này luôn và để đi đặt cọc một cái xe mới luôn. Đấy, thì hôm nay em lại mua được, nói chung là mua được con xe này. Thì về cơ bản cái xe này là bên em bán ra, trước đây em bán ra cho cậu ấy. Bây giờ thì cũng còn rất là đẹp về mọi cái sơn si, rồi là bảo dưỡng bảo trì. À, thì các bác mà có cần, có nhu cầu thì các bác có thể là liên hệ. Đây, những cái ốc ở trong các bác nhìn thấy. Đó, những cái ốc ở trong còn rất là đẹp này. Đó. Con này các hành trình đi khắp các nơi, cũng thấy đi chơi, rồi là đi du lịch các kiểu, đưa vợ con này kia, nói chung là cũng chạy được 2 vạn km. Đây, vào trong nhà bữa bộn đi kệ, uống một ly cà phê các bác. Thì thế vợ quyết chưa? Quyết rồi. Quyết rồi. Cứ nong nhà nó quyết thì ok hết. Ghê thật. Ôi, chúc mừng bạn. Làm con xe mới hôm nào lại phải gọi anh em rửa. Đến. Lắm. Nếu mà nhanh thì tầm 1 tuần là sẽ xong. Cả cái xe mới ấy, thường là đặt tiền rồi là bắt đầu là ra tên, ra biển các thứ. Đấy, làm các loại thủ tục thì trong vòng khoảng 5-7 hôm. Nhưng mà hỏi kỹ người ta xem có xe giao ngay không nhá. Đấy, phải hỏi kỹ là xem có xe giao ngay không. Không là đây. Đi bộ đi làm 2 tuần. Xong lại nhận cọc vào, xong bắt đầu lại không thấy đâu thì chết dở. Cứ phải có xe giao ngay thì là được. Nó đang kiểm tra. Thấy mấy ông mua trước vào tầm 1 tháng thì lâu quá. Thường thì các đại lý, những cái đại lý ở các tỉnh lẻ thì nó sẽ không có xe về đâu. Nó không bỏ tiền cho nó mua. Nó mua sẵn xe đâu. Mà là khi mà có đơn phát là bắt đầu mới đặt nhà máy để bắt đầu gửi lên. Đó. Lô gần nhất là 3 ngày. Đấy, lô gần nhất 3 ngày. Nhưng mà đây là do mình chưa cọc thôi. Mình mà cọc vào rồi thì lại chưa có đâu. Muốn có thì lại phải lạc. Đấy, thế mới có chuyện là bia kèm lạc đấy. Có những con, những ông mà đặt 6 tháng rồi sắp về rồi bảo là chuẩn bị 20 ngày nó nhận xe. Nhưng mà cuối cùng lại không về kịp ấy. Là vì lý do thằng khác nó lại lạc to hơn. Thế là nó chén mất cái nốt đấy. Nhắn lại để chuẩn 3 ngày không?
Đấy các bác ạ, thì sau sắp tới này thì em mình sẽ có nhiều cái chia sẻ hơn nữa, không sao cả. Cái chia sẻ ở đây em mong muốn nhất là thứ nhất là được chia sẻ với nhau về vấn đề xe cộ. Đấy, tất nhiên em mình cũng không biết được hết, kể cả chỗ bác Cường. Nhưng mà chia sẻ những cái thứ gì để mình biết thôi, để cho người tiêu dùng đỡ phải gặp phải những quả đắng. Đấy, thì em sẽ cố gắng là chia sẻ những cái gì em biết, và cũng không mong muốn là để phải cãi lộn với nhau ở trên mạng làm gì cả, mà ở đây em tập trung vào công việc của em là chủ yếu. Đấy, và đi tìm xe, mua xe, bán xe. Thì ngoài những cái câu chuyện là tìm xe, mua xe đấy, thì em có những câu chuyện chia sẻ như thế với các bác. Có nhiều bác thì không bao giờ mua được xe với em, ví dụ như là em không thích đấy, em không không phải không thích mà không, em không có cái xe nào cho các bác thích. Đấy, ví dụ như đây anh bạn em này, nó cũng muốn mua với em ấy chứ, nhưng cũng muốn mua là con Vai Ướt hay là con Accent đời mới đời cao vào, nhưng mà thì bây giờ không có. Đấy, tìm không có, mà có thì ví dụ như cái xe bản G nó chỉ cách với cả là xe mới nó có mấy chục triệu thôi, mà lại cách nhau 1-2 đời, 1-2 năm sản xuất nữa, đâm ra là rất nhiều cái mà khó. Ngay như ông anh vợ em, ông anh ruột của vợ em đây, để em bảo em tìm cho con Tucson, mà em tìm đến 2 tháng cũng không ra, tại vì là nó chỉ cách giá mới có 50 triệu, thì tội gì mà mua xe cũ, đúng không các bác? Không tội gì mua xe cũ cả, thế là đành phải đi mua con xe mới. Đấy, rồi thì cái clip mà tình cờ mua được cái xe lại ở đây thì em xin phép là dừng lại ở đây để cho em chuẩn bị đi về Thái Nguyên đã. Có bác nào mà kết mà có gọi là thích cái xe này thì có thể là liên hệ với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong clip tiếp theo. Xin chào. Đây các bác ơi, mua này phải mua lại với 115 triệu. Đây các bác nhìn nhá. Chuyển tiền thành công này. 115 triệu thì các bác bảo là em bán con này được bao tiền. Bây giờ về phải làm đẹp này, phải rút hồ sơ này. Đấy, thứ hai, hôm nay là thứ bảy, thứ hai thì sẽ lên làm cái hợp đồng công chứng này, lại tốn tiền phát nữa này, cộng với cho rút hồ sơ nhá, thì mới bắt đầu mới ấy được, mới làm tiếp được. Thì thành bao nhiêu rồi, làm đẹp này, rút hồ sơ này, là thành 120 rồi. 120 thì không biết là con xe này bán được bao nhiêu các bác. Các bác cho em ý kiến xuống dưới phát nhá, không biết là có lỗ không. Nhưng mà thôi, thì em hy sinh, cho dù thì có lỗ tiền đi một tí thì được lại cái tình cảm là được rồi các bác nhỉ. Ok, xin chào các bác nhá.